chào toàn thể quý khán giả. Mời quý vị theo dõi chương trình y tế của Đài Việt Face TV với phần trình bày của bác sĩ Quỳnh Kiều. Bác sĩ Quỳnh Kiều là bác sĩ chuyên khoa về nhi và về sức khỏe cộng đồng. Và mời quý vị cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay với chúng tôi. Xin kính chào bác sĩ Quỳnh Kiều ạ. Chào Thanh Thảo, tôi cũng xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả của Đài Việt Face TV. Hôm nay Thanh Thảo chú ý ngay lập tức là tóc của bác sĩ rất là gọn gàng so với kỳ trước. Không biết là bác sĩ đã có dịp tự mình cắt hay là nhờ ai cắt hoặc là đến tiệm cắt tóc? Thì cái vấn đề này thì tôi chưa có được học bao giờ là về cắt tóc làm sao. Ví dụ như mà có những cái vấn đề mà can thiệp để cho cái màu sắc của cái tóc đó, thì cái đó có thể nhờ ông xã ở nhà được. Nhưng mà nếu mà bảo là đưa cho ông dao kéo để mà ông cắt đó, thì cái đó tôi chưa có dám. Thành ra may phước có một người bà con họ giới thiệu cho, họ cũng có một người bạn mà cái bà đó bái đã nghỉ làm một cái salon riêng mà cắt tóc riêng của bái, mà bái về vùng này và đằng sau nhà đó thì bái có một số khách quen, đằng sau nhà bái làm một cái cơ sở nhỏ nhỏ có một cái ghế với một chỗ gội đầu. Thành ra mình may quá, trước cái giờ bái vẫn làm thường xuyên, xin ngay hẹn với bà đó. Khi đến đó, thì tôi biết là tôi đã là test là negative rồi, mà bái thì đeo khẩu trang với các thứ, với lại tất cả những cái mà che chở bình thường đó. Và như vậy thì mình cứ làm thoải mái thôi. Như vậy Thành là mừng quá. Vâng, Thanh Thảo rất là mừng cho bác sĩ. Cũng như là trong tiểu bang California, đặc biệt là tại quận Cam, thì các cái cửa tiệm barber là cắt tóc cho đàn ông, cũng như là hair salon là cắt tóc và uốn tóc gội đầu cho đàn bà đã được mở rồi, với điều kiện là họ phải theo tuân thủ tất cả những cái quy định mới của chính phủ về việc là đeo khẩu trang, về việc giữ khoảng cách, và về việc là những cái số khách bao nhiêu phải ngồi cách nhau bao xa, 6 feet ở trong cửa tiệm. Thì bác sĩ thấy là cái việc mà bác sĩ đã trải qua cái kinh nghiệm đó và cái việc ở những cái cửa tiệm chắc cũng nên giữ giống như nhau cả. Tôi nghĩ là đúng như vậy đó. Và ngoài ra đó, vì có những cái tiểu bang họ đã bắt đầu họ mở ra trước mình. Có một cái YouTube mà tôi xem hôm trước là về một cái tiệm cắt tóc với lại làm nail ở bên Atlanta, bên Georgia đó. Là họ có lên YouTube và họ cho thấy họ đã làm những cái biện pháp gì để mà cho cái môi trường ở trong nơi đó nó được, nghĩa là an toàn hơn đối với khách hàng và cho chính những người thợ. Thì tôi thấy tôi rất là phục, là vì họ làm rất là kỹ. Từ lúc bước vô dĩ nhiên là phải có hẹn, rồi đeo khẩu trang, rồi có hand sanitizer ngay từ cái cô tiếp hàng đã có cái miếng kính chắn rồi. Rồi đi vô trong đó, thì khi mà làm móng tay đó thì mình chỉ giống như là đối với nhà tù vậy đó, mình ngồi có một cái miếng mica che, xong rồi chỉ thò tay qua thôi, thì để cho bên kia họ làm. Nhưng mà còn đến cái phần mà làm chân đó thì họ cũng có những cái miếng plastic mà từ trên trần treo xuống mà nó bao phủ rất là kỹ, nó vòng quanh hết cái chỗ cái ghế đó, thành chỉ có cái chân thò ra thôi. Cho đến lúc này chưa có thấy có cái nào mà nó lây nhiễm qua cái móng chân. Thành ra một cái chân thì nó cũng như cái tay ấy, mình rửa bằng xà bông bình thường đó mà kỹ càng đó, thì nó cũng được diệt cái siêu vi COVID. Thành ra bởi vậy tôi thấy là nếu mà mình cứ tuân thủ mấy cái đó thì rất là tốt. Đặc biệt đó, ở bên California thì hơi bị cái vấn đề là đối với cái nail, kể như là họ làm một cái họ làm cho giật lùi, họ chưa cho mở. Vì ông thống đốc ông bảo là có hai tiệm ở vùng Bắc Cali á, mà đã là kiểm tra là chính những cái nơi đó có lây nhiễm. Thì cái vấn đề lây nhiễm ở đâu cũng có thể người họ mang cái COVID vậy. Cái vấn đề quan trọng nhất là khi mình đã đau rồi á, hay là có triệu chứng gì, làm ơn được cứ đi làm ở nhà dùm cho mấy người khác. Và ngay như bây giờ gần đây á, ở tiểu bang khác á, đã có một thợ cắt tóc họ lây nhiễm cho 91 người. Thành ra họ đi trở lại, họ đi làm, và sau đấy mới có mở có đội chừng hơn tuần thôi mà đã lây nhiễm lên rất nhiều như vậy. Thành ra bởi vậy cái quan trọng là cái ý thức đối với lại những cái cơ sở làm nail đó. Thì tôi thấy đặc biệt ở California và nhất là ở vùng Nam Cali là cái vùng của mình đây đó, họ rất là xuất sắc ở cái chỗ từ lâu đã để ý rồi, từ lâu đã rất là sạch sẽ, đeo khẩu trang để cho tránh những cái chất chemical, với lại tay thì là đeo glove rồi. Và không những là đến lúc mà có cái nhu cầu này, có cái vấn đề y tế, họ đã để dành và họ đã dồn và họ đã cho đi cho những cái bệnh viện, cũng như là họ đã tham gia rất là tích cực trong cái chiến dịch để mà che chở và bao phủ cho cộng đồng chung quanh. Thành ra tôi thấy là những người này là những cái người mà trong cái khảo sát của chúng tôi đo những cái chất miễn nhiễm đó, thì chúng tôi thấy là
chúng tôi đo chắc là bây giờ đang làm cái mà để mình phân tích những cái kết quả đó, đang làm việc với bên UCI. Nhưng mà dòm sơ qua tôi đã thấy đó là khoảng chừng cũng gần 200 người đó là trong cái nghề đó chưa có thấy ai mà bị positive hết. Ai cũng hoàn toàn là negative hết. Tuy nhiên là chưa bao giờ nhiễm mà cũng không có cái chất miễn nhiễm nữa. Thì hơi buồn một phút là vì họ phải tiếp tục họ che chở. Nhưng mà như vậy là những cái biện pháp của họ làm, họ áp dụng rất là hiệu quả. Và họ là những cái người khỏe mạnh, chưa có gì cả, chưa có bị vấn đề gì cả. Vâng, và chúng ta vẫn còn phải chờ khi nào mà thống đốc của California cho phép các tiệm nail mở cửa thì các những người làm trong ngành đó mới có thể trở lại hoạt động. Nhưng bây giờ quý vị cũng có thể chuẩn bị cứ giữ vệ sinh và làm theo tất cả những quy định thì quý vị sẽ được mở lại giống như là ngành làm tóc và cắt tóc. Chúng tôi cũng mong đó là với lại những cái mà ví dụ chúng tôi viết ra sau khi phân tích xong rồi đó, viết ra một cái mà cho gửi lên cho ông thống đốc cho biết đó là những cái người mà chúng tôi đã có dịp làm testing cho họ đó thì đều là âm tính hết, thành ra mong là cái đó nó có thể giúp được phần nào. Dạ vâng. Thì cũng tất cả các nhà làm luật cũng hy vọng là thống đốc California sẽ từ từ nới rộng ra cái lệnh phong tỏa đang có. Ông đi có vẻ khá nhanh bởi vì các cái tiệm tóc và cắt tóc đang nằm ở trong giai đoạn 4 mà họ đã cho mở trước rồi thì tức chứng tỏ là miền Nam California thôi chứ không phải là miền Bắc California, cho nên có một số quận vẫn chưa được mở nhưng mà 47 quận trên 58 quận đã được mở, đa số là nằm ở miền Nam California, thì điều đó cho thấy là ông cũng đang đội ngũ của ông cũng đang xem tình hình, hy vọng là các người thợ làm trong ngành nail sẽ từ từ sẽ được trở lại làm việc trong một thời gian không lâu. Ngày hôm nay Thanh Thảo có một bản tin cũng muốn hỏi ý của bác sĩ liên quan đến COVID-19. Đó là trường Đại học Johns Hopkins, đây là một bác sĩ, ông đã có một cái coi như là thông báo là nhờ những cái cuộc thử nghiệm để tìm kháng thể đó mà họ tìm ra cái số người bệnh mà không có triệu chứng nè và cái số người bị nhiễm COVID-19 rất là cao so với con số mà chúng ta có thống kê chính thức. Điều đó nghĩa là cái số người tử vong thì vẫn đứng nguyên mà cái số người bị bệnh tăng lên thì có nghĩa là cái tỷ lệ thiệt mạng nó thấp xuống từ 0.5% cho tới 1% chứ không phải là 5% như là hiện nay chúng ta đang có. Xin bác sĩ cho ý kiến về điều này ạ. Đúng rồi, thành ra bởi vậy trước cái giờ mình vẫn nói đó là những cái mà phương pháp thử để mà định bệnh đó thì nó chỉ cho thấy cái phần mà nổi lên thôi, còn bao nhiêu cái phần mà nó nằm giống như là cái iceberg, cái miếng băng đá đó nằm ở dưới ngầm á mà nó có tiềm năng là có thể nguy hiểm đó, mình chưa có biết, thì phải có những cái loại mà thử nghiệm khác thì nó mới đưa đến cái chỗ đó. Mà bên Mỹ đó thì bị một cái vấn đề đó là hơi chậm chân quá, ngay từ lúc đầu đã không có thử nghiệm nhiều. Và nếu mà mình đã thử nghiệm mà nhanh chóng đó thì chúng ta đã có thể là có những cái biện pháp giống như Nam Hàn. Tuy nhiên là không có cần phong tỏa một cách rộng rãi mà từng vùng thôi, nhưng mà nó phải đi đôi với lại một cái mà theo dõi, cái tuy nhiên là tracking đó rất là kỹ càng, để người nào mà có cái miễn nhiễm đó thì mình phải đi kiếm đó là họ lây ở đâu, và những cái người xung quanh mà có thể cũng cùng cái hoàn cảnh với họ lây trong gia đình hay là trong sở làm đó, họ có thể là bị lây nhiễm như vậy không. Thì tất cả những cái đó là ở bên Mỹ có thể là nó đặt vấn đề một chút, là tại vì nó còn có cái vấn đề luật pháp là khi mình tracking như vậy có làm cho giảm những cái tự do cá nhân của người ta không. Thành ra là bởi vậy bên Mỹ vẫn còn có những cái luật, mình mong là cần có một cái luật mà đem những cái súng trường á, mà bây giờ vẫn chưa có, là tại sao, là tại vì cứ sợ là có những cái vấn đề đụng chạm mà hạn chế cái tự do cá nhân của mỗi người, thành ra bởi vậy mới bị chậm chân cái đó. Nhưng mà như chị Thanh Thảo đã vừa mới nói đó, cái phần mà người mà mình chưa biết đó là những cái người nó có thể mà phát bệnh về sau hay là lây nhiễm về sau, ví dụ như ở trong những cái nơi mà những cái tiểu bang khác họ đã thấy là những cái người sau khi trở lại mà những cái người đưa bệnh đến những cái người khác không phải là những cái người nó kêu là essential worker, nghĩa là những người làm ở những cái cơ sở mà thiết yếu, có những cái dịch vụ thiết yếu, mà là do những người ở nhà. Họ có, họ mang như vậy mà họ ở nhà, họ không có triệu chứng gì hết, nhưng mà khi mà họ trở lại đó thì họ đưa đến cho người khác. Mà lại đối với lại cái người mà mang bệnh đó nó lại có nhiều loại khác nhau nữa. Lâu lâu mình gặp một cái
cương vị của một người nó kêu là super spreader, tức là người đó lây nhiễm vô cùng, tuy nhiên là cái nồng độ siêu vi của họ nó rất là cao, họ không có hề có những cái triệu chứng, nhưng mà thay vì một người lây nhiễm cho 2-3 người thì họ có thể lây nhiễm cho 6-7 người, như cái ông thợ cắt tóc ở cái tiểu bang lạnh đó. Một mình ông mà ông làm mới có vài ngày ông đã lây nhiễm 91 người, thì phải biết đó là ông là có một cái một cái đội ngũ siêu vi khuẩn kinh khủng mà nó bao phủ ông chung quanh, thì chắc chắn là ví dụ ông ho một cái hay mất ắt xì một cái là ông phóng ra bao nhiêu siêu vi rồi. Cũng như là những cái người tại sao mà ở New York họ bị là tại vì nhiều người rất là oan, họ chỉ ở trong một cái building nhưng mà nhà nó xưa, rồi người nọ chồng lên người kia, rồi phải cùng đi một cái cầu thang hay là cùng đi một cái thang máy. Thành ra trong cái thời gian ngắn đó mà gặp những cái người ta là super đó thì là như vậy họ lây nhiễm cho người khác. Tức là coi như lây hết nguyên cái building, dạ, cả cái căn chung cư. Tại vì cái không khí, mấy điều hòa không khí, thí dụ giữ cho nóng hoặc giữ cho lạnh thì đều có thể chia sẻ. Thành ra bởi vậy ở New York người ta mới là đánh giá là có lẽ là cái tỷ lệ những cái người mà mang bệnh đó mà chưa có phát bệnh ra đó, không có triệu chứng là tới 40% lận là vậy. Là nó có cái sự lây nhiễm mà không có ai biết hết, một cách kín đáo. Và ngày hôm nay cũng bản tin này của NPR, tức là National Public Radio, thì ông bác sĩ Anthony Fauci là một ông bác sĩ nổi tiếng, rất là được kính trọng về bệnh truyền nhiễm. Ông đã có một bài viết trên tạp chí cũng nổi tiếng, đó là ông nói rằng là theo như tình hình và những cái đánh giá mà ông xem, những cuộc nghiên cứu, thì ông thấy rằng là cái tỷ lệ mà bị thiệt mạng vì COVID-19 nó ở dưới 1%. Và điều này là đúng là một tin vui cho rất là nhiều người, họ lo lắng vô cùng. Dĩ nhiên 1% vẫn là con số lớn, nhưng mà chúng ta cảm thấy đỡ lo hơn nhiều so với hồi xưa là 5%. Cái điều mà lo nhất đó là tại vì cái con COVID này nó rất là đa dạng và nó có thể nó tấn công nhiều mặt khác nhau. Bởi vậy đó thì mình rất là hoang mang, tuy rằng cái số ít đó, nhưng mà chẳng ai muốn là trong thuộc loại những cái người mà bị phát hiện ra mà bị là một cách là tích cực. Là vì như vậy là nó có thể nó làm hư mạch máu, hay là như đối với trẻ em một tháng sau nó mới hiện ra cái hội chứng là giống như Kawasaki, thì những cái vấn đề đó là rất là trầm trọng. Mà chưa kể là đối với Kawasaki đó, những cái nguy cơ về sau nữa khi các em lớn rồi, nhiều năm về sau đó, là mình đang theo dõi và nghĩ là có lẽ nó vẫn còn là những cái yếu tố tim mạch nó bị tổn thương. Vâng, và thưa bác sĩ, ngày hôm nay cũng có một bản tin liên quan đến vấn đề thử nghiệm. Thì chính phủ FDA vừa mới chấp thuận một cách là khẩn cấp cho công ty Quest Diagnostics, là cái công ty chuyên lấy máu để thử mẫu máu, thử nghiệm phẩm vật của người bệnh chẳng hạn, bệnh phẩm để họ tìm ra bệnh. Thì bây giờ công ty đó họ có một cái kit, tức là bộ xét nghiệm mà dùng cái swab, tức là lấy mẫu trong mũi hay là ngoáy ở trong miệng. Thì họ có tới 500.000 cái bộ thử nghiệm sửa soạn, họ sẽ có thể cung cấp cho những người nào muốn thử. Thì cái người nào muốn thử chỉ có việc yêu cầu trả tiền xong rồi sau đó là được gửi cái bộ xét nghiệm về nhà, rồi gửi cái mẫu đó cho Quest và Quest sẽ cho biết kết quả. Thì bác sĩ nghĩ sao về cái việc này? Tôi nghĩ là cái đó là những cái phương pháp mà cần thiết phải có, là tại vì nếu mà mình chậm hay là bị nguyên bây giờ mà Tổng thống Trump sau khi ông nói là ai muốn được thử thì là được thử luôn, thì nó không có đúng như vậy tí nào. Ngay bây giờ đấy, đi chăng nữa đó, có những cái người mà họ đã đi mà họ test về cái miễn nhiễm đối với chúng tôi đó, mà họ test positive, tuy nhiên là tôi giới thiệu qua để đi thử cũng gặp khó khăn, không được thử ngay. À, không có là bộ tại vì không những nhiều khi có những cái nơi họ có bộ thử nghiệm nhưng mà nó bảo là không có đúng cái tiêu chuẩn hay làm sao đó, những cái vấn đề như vậy. Thành ra bởi vậy đó, tôi thấy hồi xưa lúc ban đầu cái mà cảm tưởng đầu tiên và những cái quy luật đầu tiên là nó bảo gìn giữ mình không có đủ test. Cái đó là cái nó thành ra một cái thói quen. Bây giờ mình có đủ mà mình muốn mở ra mình thay đổi đó, cũng khó mà thay đổi những cái chuyện đó, những cái cảm tưởng đó hay là những cái nguyên tắc đó. Bây giờ mà tới public health đó, mà bảo là bây giờ tôi muốn thử, họ cũng không cho. Có những cái nơi như vậy mà có một người bác sĩ có rõ ràng là như thế mà họ cũng cho biết là ông cũng phải cả tuần lễ 10 ngày sau mới được thử. Thì những cái vấn đề là khi mà có bệnh cần phải biết ngay chứ. Chứ là tại ví dụ như bảo mình cách ly đi, chẳng hạn như nếu mà cái người mà bây giờ mình thử, mình có cái mẫu đó mình gửi đi lab rồi, thế thì
người ta chờ, thì trong cái thời gian người ta đợi kết quả người ta cách ly. Chứ khi không cái bảo người ta là phải cách ly 2 tuần lễ, nó cũng gây ra rất là nhiều khó khăn. Vâng. Vâng, mà nhiều khi là negative thôi. Dạ. Yeah. Như vậy tức thì là càng nhiều thử nghiệm càng tốt. Dạ, cũng giống như ở Việt Nam đó. Thì trừ phi trong trường hợp ở Việt Nam họ cẩn thận, họ không có đủ test, mà nhiều khi họ cũng tin không tin tưởng cái test của họ. Họ bảo thử nhưng mà cứ cách ly đã. Thành ra cứ 2 tuần, đúng 2 tuần vậy. Thì như vậy là trong cái môi trường như thế đó thì mình thấy là nó phù hợp. Nhưng mà bây giờ ở đây mình có những cái phương tiện kể như là tương đối ở hoàn cầu là tốt nhất, tại sao mình lại không thử nhỉ? Dạ, cái vấn đề đó nó rất là phi lý. Thành ra tôi hoan hô những cái chuyện đó. Dạ. Dạ. Và thưa quý vị, vì chúng ta vẫn còn chưa đủ các bộ thử nghiệm, công ty Quest chỉ có 500.000 bộ thử nghiệm hiện nay thôi, và họ sẽ cố gắng làm thêm, nhưng mà chúng ta không biết là các công ty khác sẽ có hay không trong thời gian chuyển tiếp từ ngày hôm nay cho đến khi cái cuộc thử nghiệm để tìm COVID-19 nó được thực hiện rộng rãi, những biện pháp để giữ an toàn cho chúng ta. Một lần nữa xin mời bác sĩ Quỳnh Kiều nhắc lại. Đeo mang khẩu trang, và bây giờ hiện giờ tôi thấy người Mỹ nó là một cái dân tộc hơi đặc biệt một chút. Nó có một số người họ lúc nào họ cũng muốn là được, nghĩa là tự do hoàn toàn, không có được hạn chế, không có được hạn chế họ một tí xíu nào hết. Thành ra là bởi vậy nó có những cái nhà hàng á, họ bảo ai mà mang khẩu trang không được vô. Thành ra mình không nên vô những nhà hàng đó nhé. Là vì những nhà hàng đó vô là có những cái người người ta thích nguy hiểm. Người ta không có muốn là tôn trọng, thì thôi quý vị đừng có hối tiếc. May là họ để như vậy để mình đừng có vô mình oan. Bởi vậy cứ tiếp tục, mình negative hay là mình làm cái gì mình không có, ngày nay nó như vậy, ngày mai nó có thể thay đổi được. Cho đến khi nào mà có thuốc hay có vaccine, quý vị vẫn cần phải cẩn thận. Và quý vị vẫn phải là trong những cái lúc mà mình đi làm thì mình có những cái gì mình cẩn thận nhất được thì thôi, thì mình nên làm. Cái vấn đề rửa tay ấy, là vấn đề vô cùng quan trọng. Thì lần trước đã nhắc là 5 lần là cái tối thiểu, 10 lần là tốt hơn nữa. Tức là 10 lần một ngày hoặc một là 5 ngày lần trong một ngày. Yeah. Yeah. Tất nhiên là mình đi ở đâu ở ngoài, mình trở vô trong nhà là mình phải rửa tay. Và mình vừa với trước khi ăn, và dĩ nhiên là sợ, nếu mà mình làm một cái sinh hoạt hay một cái hoạt động gì khác là mình phải rửa tay. Và sáng dậy và tối trước khi đi ngủ thì cũng giống ít nhất đó, tối thiểu là giống như là đánh răng và thêm những cái trước khi ăn, sau khi ăn, những cái lúc nào mà mình sẽ có những cái hoạt động gì mà nó đưa vào trong mặt, và những cái cơ thể, những cái thành phần cơ thể nào nó có mũi, mắt, mũi và miệng đó, thì những cái gì mà tay mình sẽ đụng vào đó thì mình phải rửa tay trước khi mình thực hiện cái đó. Đó là cái chung. Mà nhờ như vậy tôi bảo cái đó là một trong những cái vấn đề quan trọng nhất, là cái dịch COVID này nó đã dạy mình, mà hy vọng là nó sẽ tiếp tục tồn tại được mãi. Là vì trẻ con đó, là mấy em đó, là mấy em thường thường đó là rửa tay rất là qua loa rồi mang. Thành ra là bởi vậy mình phải cố gắng để mà dặn cho các em nhớ là nhẩm cái bài hát Happy Birthday hay là làm những cái hay là đếm, tự đếm trong đầu. Dạ. Để mà rửa tay cho thật kỹ. Dạ vâng. Nghĩa là rửa tay thì chắc chắn là cần thiết, và đây là một thói quen tốt để chúng ta có thể tập. Chúng ta còn vài phút để kết thúc chương trình hôm nay. Thế việc đeo khẩu trang, đây sẽ là một trong những cái thói quen mới mà chúng ta sẽ phải làm theo cho tới khi nào, Thanh Thảo không biết là cho tới khi nào, nhưng mà khi mà thị trường mở cửa ra, mọi người đi làm, đi sinh hoạt trở lại, ai cũng phải đeo khẩu trang, thì bác sĩ nghĩ nó sẽ cho tới khi nào thì người ta không cần nữa? Cho đến khi nào có vaccine. À. Tôi thấy là cái người mà cẩn thận đó vẫn là tốt hơn hết. Mình che đeo khẩu trang, mình che chở chính mình và mình che chở cho người khác. Cái đó là cái sự đóng góp cho cái sức khỏe cộng đồng mà nó thực tế nhất, mà nó nằm trong tay của mình. Thành ra đối với các trẻ em mất cả bao nhiêu lâu rồi để cho ở trong gia đình các em cũng chấp nhận là làm những cái thói quen như bố mẹ như vậy. Thành ra bởi vậy mình không nên bỏ. Mình chỉ trong giây phút, một vài phút, giống như là những cái người mà họ đi ra beach á, tôi cũng lấy làm lạ nhiều khi á, có những cái gia đình hỏi là à chắc là quý vị ở nhà lâu rồi quý vị nhớ bờ biển hả? Họ bảo không, đây là lần đầu tiên tôi ra bờ biển mà tôi muốn đi thử xem sao. Thế là cái chuyện đó tôi nghĩ là những cái bạo dạn như vậy mình không nên, mình cứ để người khác làm trước đi, hay là mình đi theo những cái tiểu bang khác và mình thấy rõ ràng nó có những cái ví dụ của những cái nơi nào họ thực hiện những cái điều gì. Nếu mình thấy không hay, con người khôn là con người thấy những người khác
làm những cái lỗi lầm gì để mà mình học hỏi từ những cái lỗi lầm đó. Chứ mình đừng có phải là mình là cái người mà là trở thành cái ví dụ cho người khác, phải không ạ? Vâng ạ. Cái đó là cái thông thường thôi. Dạ. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều đã đến với Đài Việt Face TV. Và xin bác sĩ có đôi lời với khán giả. Tôi cũng cảm ơn Việt Face TV và chị Thanh Thảo cho phép cho tôi trình bày tiếp tục. Tôi nghĩ là câu chuyện của COVID-19 nó còn là một câu chuyện rất là dài. Nó là một cái thực thánh lớn nhất cho nhân loại trong cái thế kỷ này và trong đời của mình. Tôi nghĩ như vậy, không có gì bằng nó thì không chi bằng làm sao cố rút tỉa những cái thói quen nào tốt để mà mình giữ lại mãi mãi. Tôi thấy gần đây có một người, có một ông Việt Nam, ông đeo cái khẩu trang thì cái đó là điều đáng khen. Ông đục cái lỗ để ông để cái thuốc lá thì tôi thấy là một cái điều rất buồn. Sao không đi thêm một bước bỏ luôn thuốc lá dùm đi. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Và thưa quý vị, đó là chương trình Y tế tuần này của Đài Việt Face TV với bác sĩ Quỳnh Kiều. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới của chúng tôi. Xin cảm ơn và xin kính chào. Nếu quý vị thích xem những chương trình này, xin nhấn vào nút subscribe để có được các thông tin và phóng sự mới nhất từ Việt Face TV.